Chào mọi người nha. Lâu lắm rồi không view Thạch Thảo cho mọi người xem. Thì hôm nay cũng nhân tiện luôn cái rồi view để mọi người có thể xem những cái đám hoa Thạch Thảo nó đẹp như thế nào nha. Khá là đẹp anh em ha. Khá là đẹp. Màu đây là màu hồng đỏ nha. Màu đây là hồng đỏ. Cái màu đây là màu hồng này nha anh em. Đó. À, anh em hỏi mình là hoa Thạch Thảo trồng như thế nào. Thì kênh mình có rất là nhiều video quay về hoa Thạch Thảo, cũng có chia sẻ kỹ thuật cách trồng rất là nhiều nha anh em. Năm nay thì mình ít quay hơn. Mấy năm trước thì mình quay rất là nhiều. Mình quay từng giai đoạn của nó luôn. Khá là đẹp anh em. Cái đây người ta gọi là cánh kép nha anh em. Cánh kép. Bọc thuốc hầu quá. Đó anh em xem. Khá là đẹp. Đây mình giới thiệu với anh em luôn là cái chậu đây nó câu như thế nào. Chậu đây là chậu 50 nha mọi người. Chậu 50. Nó cao tầm khoảng cỡ 70 phân. Tính từ mặt chậu này, từ mặt chậu lên tới đỉnh này, cao tầm khoảng 70-80 phân. Anh em biết sao không? Tại sao mà cái chậu hoa Thạch Thảo mà bên này á là nụ rất là nhiều, còn bên này là bông rất là nhiều, là bởi vì sao? Bởi vì trồng hoa Thạch Thảo là nó sẽ phụ thuộc vô điện. Phụ thuộc vô điện nha anh em. Cái mặt đây này nó thiếu điện này, cho nên là nó nở hoa sớm. Còn mặt đây là nó điện này cho nên non cây. Cho nên là anh em thấy hiện tại bây giờ á là nó mới có chấm chín như thế này thôi. Thì cái đám Thạch Thảo đây á, theo như mình quan sát á, thì có chậu thì rất là vừa vặn luôn, còn có chậu thì nó hơi muộn tí xíu. Ví dụ là muộn là những cái đây này anh em thấy không, hiện tại bây giờ mà vẫn chưa thấy có màu sắc. Bữa nay là ngày 19 rồi anh em, mà những cái này là chưa thấy màu sắc, mà hiện tại như vậy là muộn đó ha, muộn. Cái đây là nó thành là nó biến dị luôn. Hiện tại bây giờ là phải thấy cỡ này nha anh em. Cái này nè, đó. Cái này cũng được ok nè. Trời, chậu này đẹp dữ vậy trời. Đa phần là mình thấy ở đây là cánh kép không anh em. Cánh kép, cho nên nó rất là nhiều cánh. Ở quê mình đó thì một số vườn á, người ta họ trồng ở ngoài đất á anh em, người ta họ nhổ, người ta họ bán cắm bình. Còn ví dụ như ở đây là người ta họ trồng, người ta họ bán chậu anh em. Đây này, cái màu đây màu đỏ là mình thấy hay nè. Bông đỏ anh em. Thì video vòng vòng cập nhật tình hình cho anh em xem nha. Còn giờ kết thúc cái video.